mặc cái áo và cái quần sọt đôi dép hay đôi dài thì vô xong đi ra ngoài đường. Giờ hẹn ở đâu nửa tiếng đồng hồ chưa thấy mặt. Thiệt á, em cũng bực mình ghê anh Hiếu này, hẹn gì mà giờ này để em với anh đợi nãy giờ. Không mấy em gọi thử một cuộc coi ảnh có bắt máy không nha anh. Nãy giờ gọi một cả chục cuộc rồi, có bắt máy đâu ha. Đã ghét nhất là cái người nào xài điện thoại mà không có gì bắt máy hết. Lỡ bị chuyện gì rồi sao? Sao ông em này kỳ cái hẹn giờ giấc em cũng thiệt á, em cũng bực ghê luôn á. Nhưng mà thôi mấy mình gắng anh em mình đợi thêm ảnh 15 phút nữa đi anh. Không không, bây giờ không có đợi ở đây nữa. Bây giờ anh em mình đã đi tới thẳng cái bàn pizza luôn. Ha, đi chơi pizza đi, tại cái chỗ pizza anh đặt á là cái chỗ đó là rất là đông người ha, không có lại sớm là không có bàn luôn ha. Nhưng mà có ba anh em mình lỡ hẹn cuối tuần mới gặp được, không mấy gắng xíu anh, em nghĩ xíu nó không chảy đâu. Em dở quá thì bây giờ mình tới đó xong rồi mình gọi điện cho nó. Nó không tới nữa thì thôi, không quan tâm nữa. Mốt đừng bao giờ rủ anh đi chơi nữa. Dạ anh không cũng thích phải không? Nếu em không thích thì bây giờ anh đi về. Thôi anh không đi chơi với em luôn. Anh bớt lại, bình tĩnh lại. Anh lo bình tĩnh lại. Hay quá anh Hiếu. Giờ này anh mới tới, đi đâu vậy? Xin lỗi, tới trễ, Ở đây có camera gì đâu mà sao mà em diễn ghê vậy? Hả? Diễn gì? Tới trễ em còn diễn nữa. Em diễn đâu? Diễn mặt đau khổ rồi nữa. Em đau khổ nào? Nhăn nhó đó. Không phải, hồi nãy mới đầu là em chuẩn bị đi rồi, tới giờ em chuẩn bị đi rồi. Tự nhiên ra cái chân em nó bị đau. Em phải ngồi lại chút xíu nữa để cho nó bớt đau mới đi được. Nhưng mà anh có bị va chạm hay bị té đâu mà chuẩn bị đi cái bị đau là sao? Không có bị gì hết. Đau ngang xương vậy? Đau ngang xương vậy, đau như bị ai châm chích vậy. Rồi biết rồi, bây giờ thế là coi là đi là ngồi lâu ngày nè ha. Lâu ngày là cầm điện thoại bấm nè ha. Nhắn tin như con gái hay gì nè ha. Ngồi máy vi tính nè, chat chít với lại con gái nè. Hay là làm một cái gì đó đó ha. Ngồi lâu quá nên cái chân nó bị tê. Có cái tê đó là em biết, còn cái tê này tê khác, cái này nó bị đau khác, nó bị em bị đau cái vùng má ngoài đùi nè. Xong rồi nó chăm chăm chích chích mà nó đau tới đầu gối luôn. Đau trời, vùng má ngoài đùi. Khoan nhưng mà bây giờ em nói là cái triệu chứng của em coi. Hả? Em á là bị đau ở má ngoài. Đau má ngoài. Không, nó cảm giác như là bị châm chích nó dẫn xuống tới đầu gối luôn. Châm chích. Ừ, dẫn xuống đầu gối luôn. Rồi lâu lâu em có bị thấy như là nóng gan không? Nóng gan người không? Ngứa, em ngứa đâu đây nè. Ngứa. Có hả? Có. Có luôn. Sao vậy anh? Em bị gì vậy anh? Trời, sao anh làm mặt nghiêm trọng, em cũng sợ vậy là cái sao anh? Tại vì cái triệu chứng của ông Hiếu nói là nó giống như là cái bệnh mà cái gì là đau đùi dị cảm. Đau đùi dị cảm? Đúng rồi. Sao tự nhiên em nghe nó đau sóc hông, đau chân, đau cẳng rồi đau đùi dị cảm là bệnh gì anh? Lạ quá. Là sao? Triệu chứng là sao? Cái này có nè. Tại vì anh lên mạng anh tìm hiểu là cái vấn đề là khi mà cái em bị đau cái má ngoài vậy nè là do em bị mặc đồ bó sát quá. Đó. Cái gì đâu mà quần ôm đến mức độ mà anh nhận không ra được cái đùi với lại cái bắp chân luôn. Ôi cái này là cái thời trang ôm để cho cái chân nó nhỏ nhỏ, nó dài dài á. Khi mà mình mặc đồ bó sát quá thì nó bị chèn dây thần kinh. Khi mà chèn dây thần kinh á thì nó sẽ đau cái má đùi ngoài nè. Rồi lâu lâu á nó do gan của nó ngứa nè. Giống như là châm chích như vậy đó. Đúng không? Đúng rồi. Sẽ y chang vậy đó. Tại hồi đó anh cũng bị mà. Ủa, hồi đó anh cũng không phân biệt đâu là cái đùi luôn hả? Không phải, hồi đó tại anh mặc đồ thời trang đó, giống như em nói thời trang đó nghe. Ủa, anh nói vậy là coi như là mình mặc đồ mà quần mà bo sát quá mà sát mà ống giống vậy là cũng nguy cơ bị bệnh đùi dị cảm hả anh? Không phải, vấn đề là mình mặc thường xuyên quá. Cái gì mình cũng bó hết trơn á. Cái gì mình cũng ôm bó riết rồi nó giống như là mình ngồi vậy nè. Đó thì nó bó vậy thì nó chèn cho thần kinh. Nên anh bị rồi anh mới lên mạng tìm hiểu như vậy đó. Chết rồi. Thôi em nghe là có vẻ nguy hiểm đó nha. Hoan kem hỏi là em thật sự là đau là em không biết vì sao đau. Vì còn cái đau đùi dị cảm anh nói á, nó có cái nguyên nhân gì không? Cái nguyên nhân gì dẫn tới cái sự đau đó không? Anh tìm hiểu thì biết là khi mà em để vô cái bệnh nó càng ngày càng nặng lên. Gan của em càng ngày càng ngứa, càng châm chích nặng hơn nữa. Thì lúc đó mọi vận động của em nó bị ảnh hưởng. Đúng không? Bây giờ là ảnh hưởng nè. Đi lại khó khăn nè, đúng không? Ngồi là cũng cảm giác cũng khó chịu nữa. Không được giống như bình thường. Đúng rồi. Rồi những cái vận động trong cuộc sống nó sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng luôn nếu mà em để nó nặng hơn. Ủa anh, nhưng mà theo anh nói gì còn về cái chế độ ăn uống thì sao?
ví dụ như người tăng cân hay là người ốm quá hay là người béo phì có bị cái bệnh này không anh? Đó, quan trọng là cái người á mà gọi là mà hay mặc đồ bó nè nha, những người mà bị béo phì rồi nha, rồi những người mà mang thai á là hay bị. Mang thai luôn á anh? Ừ. Thôi, hèn chi mấy bà bầu bà cứ đau cái chân, nhức cái chân. Ủa nhưng mà anh Hiếu anh đâu có bị có bầu đâu sao anh đau? Ủa? Cái gì vậy, đâu ra có bầu? Trường hợp này là mang thai nè. Không, không có trực. Trường hợp này á là cái nãy mới nói. Béo phì. Em chỉ hơi mập xíu thôi. Nhưng mà không sao, bây giờ anh nói như vậy để em đi bác sĩ em khám coi là em bị sao rồi mà mấy bữa nay em cứ bị châm chích gì hoài, có phải là bị đau đùi dị cảm hay không nữa. Đúng rồi, bây giờ phải giác cái thân béo phì của mình à để mà đi tới bác sĩ khám cho đàng hoàng. Chứ hỏi với anh ấy, anh chỉ biết được kiến thức thôi. Như là hồi đó anh vừa bị là anh coi thông tin rồi xong cái anh cũng mặc đồ cho nó rộng rãi hơn là cũng khỏe hơn rồi. Còn của em á, anh nghĩ chắc bị nặng á, đi khám bác sĩ liền đi. Thôi được rồi, để em đi khám. Hai người tấm thân ốm nhơm ở lại. Không, em thấy anh chân cẳng hôm nay đi cũng khó khăn á, mấy bữa nay em được nghỉ học nè. Em đi vô bệnh viện này đi khám chung với anh nha. Đó. Anh nói đi chung với em cho vui. Anh đi giọng làm gì? Anh đi chơi bia mình anh sướng hơn. Xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả. Chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Bác sĩ của bạn. Thưa quý vị, một ngày mới lại tới và Diễm Loan xin mến chúc quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, khi mà chúng ta nói tới phần đùi của mình thì nhiều quý vị nghĩ là ồ, nếu như mà nó có cái gì đó mà nó không ổn thì giỏi lắm. Chỉ là chúng ta thấy mình bị va đập vào đâu đó, bị đau, bị khó chịu. Còn tôi ít khi nghe nói tới những cái bệnh gì liên quan tới đùi mình lắm. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay sẽ là một cái căn bệnh mà sẽ mở rộng thêm những kiến thức về y khoa cho chúng ta. Đó là căn bệnh đau đùi dị cảm. Và không biết là đùi ở đây có phải là cái phần đùi ở chân mình hay không quý vị ha. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua phần trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Phạm Huỳnh Tường Vi quý vị nha. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào MC Diễm Loan, xin chào quý khán giả của chương trình Bác sĩ của bạn. Thưa bác sĩ, đau đùi dị cảm chúng ta nên hiểu là căn bệnh như thế nào ạ? Đau đùi dị cảm là một trong những bệnh lý rất là thường gặp trong bệnh lý cơ xương khớp. Và bệnh xảy ra do cái dây thần kinh bì đùi ngoài bị chèn ép. Nó sẽ gây ra những cái triệu chứng như là cảm giác tê rét bỏng và châm chích vùng mặt ngoài của đùi của chúng ta. Tuy là cái bệnh lý này nó không gây nguy hiểm gì đến tính mạng nhưng nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái những cái sinh hoạt, những cái cũng như là chất lượng cuộc sống của người bệnh. Thưa bác sĩ, như vậy thì cái hội chứng đau đùi dị cảm này sẽ có nguyên nhân là do đâu ạ? Dây thần kinh bì đùi ngoài nó nằm ở dưới dây chằng bẹn, nó đi từ vùng háng của chúng ta kéo dài xuống tới đùi. Thì những cái nguyên nhân thường gặp như là chúng ta mặc quần áo quá bó sát, mang những cái đai nịt bụng hoặc là áo lót quá chật thì nó cũng sẽ chèn ép lên cái dây thần kinh bì đùi ngoài này. Nhóm người cũng rất là thường xuyên gặp nữa đó là những người thừa cân béo phì, đặc biệt là những người phụ nữ mang thai 3 tháng cuối của thai kỳ, nó cũng sẽ hay gặp cái hội chứng này. Ngoài ra thì những cái bệnh lý mà gây tổn thương dây thần kinh bì đùi ngoài như là đái tháo đường nè, những cái bệnh lý về cường giáp hay những cái bệnh lý về ung thư ác tính nó cũng sẽ gây nên tổn thương dây thần kinh và gây nên những cái biểu hiện như đau từ vùng đùi lan xuống chân. Thưa bác sĩ, như vậy thì căn bệnh này sẽ có những cái triệu chứng như thế nào ạ? Người bệnh họ sẽ có những cái triệu chứng như là cảm giác họ sẽ thấy cảm giác châm chích vùng má ngoài của đùi, ngoài ra còn thấy cảm giác nóng rát và đau, làm cho ảnh hưởng tới những cái sinh hoạt, những cái hoạt động hàng ngày của người bệnh. Tuy nhiên là chúng ta biết là cái dây thần kinh bì đùi ngoài là dây thần kinh cảm giác, do đó nó sẽ không ảnh hưởng đến vận động giống như là gây yếu cơ, teo cơ, nhưng nó sẽ làm cho người bệnh cực kỳ khó chịu và làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người bệnh. Những cái triệu chứng này thường nó chỉ xảy ra ở một bên của cơ thể và sẽ tăng lên nếu mà chúng ta đi lại hoặc đứng lâu trong một thời gian dài hoặc là va chạm, chúng ta sẽ ma sát nhẹ vào vùng đùi nó đều tăng cái cảm giác đau nhiều hơn. Dạ, và đối tượng nào sẽ dễ dàng mắc phải hội chứng đau đùi dị cảm thưa bác sĩ?
Thì những cái đối tượng mà thường gặp nhất trong cái hội chứng đau đùi dị cảm đó là phụ nữ mang thai. Khi mà em bé lớn lên thì nó làm tăng cái áp lực trong ổ bụng và làm chèn ép lên cái dây thần kinh bì đùi ngoài. Do đó những cái phụ nữ những tháng cuối thai kỳ họ sẽ có cảm giác đau và chăm chăm chích nóng rát, bỏng rát cái vùng mặt ngoài của đùi và làm cho người bệnh họ rất là khó chịu. Cũng rất là thường gặp đó là những người thừa cân béo phì, thì khi cân nặng tăng quá mức nó sẽ cũng gây tăng cái áp lực lên trên vùng háng và làm chèn ép cái dây thần kinh. Bên cạnh đó cũng không thể quên được cái nhóm bệnh lý giống như là những người mà đái tháo đường mà không được điều trị tốt, hay những bệnh nhân bị cường giáp, nhược giáp, những cái bệnh lý và ác tính nó gây những cái khối u ở vùng háng, nó gây chèn ép lên, tổn thương lên dây thần kinh. Thưa bác sĩ, với hội chứng đau đùi dị cảm thì cái việc điều trị sẽ được tiến hành như thế nào ạ? Tùy vào cái nguyên nhân, ví dụ như nếu mà bệnh nhân bị tiểu đường hoặc bị nhược giáp, bị cường giáp thì chúng ta phải điều trị tốt về vấn đề về thuốc tiểu đường nè, ổn định tốt đường huyết nè, và điều trị tốt ổn định cái tình trạng cường giáp hoặc nhược giáp của người bệnh. Bên cạnh đó, để cho giảm bớt những cái triệu chứng cũng như là làm cải thiện cái triệu chứng hội chứng đau đùi dị cảm này là phải mặc quần áo rộng rãi, thoải mái, tránh những cái tư thế làm việc mà sẽ làm tăng áp lực lên cái vùng háng của chúng ta. Về phụ nữ mang thai thì chúng ta phải kiểm soát tốt cân nặng trong quá trình thai kỳ với bác sĩ sản khoa, tránh cái việc mà lên cân quá mức. Thì khi mà thường đối với phụ nữ mà mang thai những cái tháng cuối thai kỳ mà có cái hội chứng đau đùi dị cảm này, thì sau khi sinh xong thì khi cân nặng giảm đi thì người phụ nữ sẽ hết cái triệu chứng tê bì này trong vòng 3 đến 4 tháng. Ngoài ra tùy vào những cái nguyên nhân, thay đổi những cái lối sống, những cái chế độ sinh hoạt, ăn uống hợp lý, nghỉ ngơi đầy đủ để góp phần trong việc điều trị hội chứng bì đùi ngoài này. Thưa quý vị, một hội chứng có thể khiến cho chúng ta cảm thấy khó chịu nhưng lại phòng ngừa một cách rất đơn giản ngay từ đầu. Vì vậy chúng tôi rất hy vọng là với hội chứng đau đùi dị cảm, những kiến thức từ chương trình sẽ giúp cho quý vị phòng ngừa thật tốt quý vị nhé. Xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình ạ. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói lời chào tạm biệt. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, dành thời gian theo dõi chương trình Bác sĩ của bạn. Mong là mỗi một buổi sáng, quý vị đều sẽ mở TV và đồng hành cùng với chương trình quý vị nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt.